Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, tặng quà, viếng hương tại một số gia đình chính sách từng tham gia cách mạng tại khu căn cứ B1 Hồng Phước. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Hà Thị Mâu, là gia đình đã đào 4 hầm bí mật nuôi dấu cán bộ bộ đội tại Hồng Phước trong kháng chiến chống Mỹ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ lòng biết ơn đối với những công hiến và đóng góp to lớn của bà Mâu và gia đình, đồng thời chúc bà luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Bí thư Thành ủy cũng đã đến viếng hương bà Phạm Thị Dĩ và bà Nguyễn Thị Liên. Cả hai cùng gia đình là những người tham gia hoạt động cách mạng, đào hầm bí mật tại Hồng Phước.